Theo số liệu được Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc NEC công bố, tính đến sáng 11 tháng 4, với 99,6% số phiếu đã được kiểm, Đảng Dân Chủ DP, đối lập chính ở Hàn Quốc, đã giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 10 tháng 4. Cụ thể, Đảng DP đã giành được 161 trên 254 ghế tranh cử trực tiếp. Trong khi Đảng của Quyền lực Quốc dân PPP, cầm quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol, chỉ giành được 90 ghế. Thất bại này khiến ông Yoon Suk-yeol trở thành Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên trong hàng chục năm qua phải làm việc với Quốc hội do phe đối lập kiểm soát trong toàn bộ 5 năm nhiệm kỳ, khiến ông nguy cơ gần như mất hết quyền lực trong chương trình nghị sự của mình. Kết quả này không gây bất ngờ bởi các nhà phân tích coi bầu cử Quốc hội là cuộc trưng cầu dân ý giữa nhiệm kỳ với ông Yoon, người đã vướng loạt bê bối và không giành được nhiều ủng hộ của cử tri từ khi nhậm chức hồi tháng 5 2022. Bổ nhiệm đại sứ tại Australia. Tổng thống Yoon hôm 12 tháng 3 bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lee Yong-sup làm đại sứ tại Australia, bất chấp sự phản đối của phe đối lập. Ông Lee khi đó đang là tâm điểm chú ý của dư luận với cáo buộc can thiệp vào cuộc điều tra của lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc liên quan đến cái chết của hạ sĩ Chi Su-gon, người thiệt mạng khi tham gia nhiệm vụ cứu trợ lũ lụt năm ngoái. Các nhà hoạt động Hàn Quốc cho rằng nguyên nhân hạ sĩ Che tử vong là không được cấp áo phao khi thực hiện nhiệm vụ. Trong lúc cuộc điều tra diễn ra, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc dỡ lệnh cấm xuất cảnh với ông Lee, cho phép ông tới Australia nhậm chức đại sứ, khiến phe đối lập nộp đơn khiếu nại cơ quan này lạm quyền. Đến ngày 29 tháng 3, đại sứ Lee tuyên bố từ chức, chưa đầy một tháng sau khi được bổ nhiệm. Giới phân tích cho rằng, dù ông Lee đã từ chức, bê bối này vẫn tác động đến quyết định của cử tri. Những người cho rằng một số quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol coi thường pháp luật. Người dân đặt câu hỏi, liệu chính quyền của ông Yoon có thực thi pháp luật một cách công bằng hay không? Vụ bê bối túi Dior. Kênh YouTube Voice of Seoul vào tháng 11-2023 đăng video đệ nhất phu nhân Kim Kyung-hee gặp một mục sư người Mỹ gốc Hàn và được tặng chiếc túi hiệu Dior có giá khoảng 3 triệu won, tương đương với 2.200 USD vào tháng 9-2022. Chủ tài khoản kênh YouTube này đệ đơn khiếu nại lên cơ quan công tố Hàn Quốc, cáo buộc vợ chồng Tổng thống Yoon vi phạm đạo luật chống tham nhũng. Luật pháp Hàn Quốc cấm quan chức và vợ hoặc chồng nhận bất kỳ món quà nào giá trị hơn 750 USD. Ông Yoon đã bác bỏ video này, cho rằng đây là âm mưu chính trị và vợ ông buộc phải nhận chiếc túi do không thể từ chối. Bà Kim không lên tiếng giải thích, cũng không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 15 tháng 12-2023. Truyền thông Hàn Quốc gọi đây là vụ bê bối túi Dior, còn các nhà phân tích nhận định đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đã trở thành trở ngại chính trị nghiêm trọng đối với Tổng thống Yoon và đảng PPP. Phát ngôn về giá hành lá. Khi thị sát một siêu thị ở Seoul vào tháng 3-2024, ông Yoon thăm kệ hành lá, cho rằng mức giá 875 won một bó là hợp lý. Tuy nhiên, phe đối lập nhanh chóng chỉ ra rằng giá hành lá trên thực tế cao gấp 3-4 lần và siêu thị này đã áp dụng chính sách giảm giá ngay trước chuyến thăm của ông Yoon. Phát ngôn về giá hành lá của Tổng thống lập tức trở thành đề tài chế giễu trên mạng xã hội, khi nhiều người cho rằng ông xa rời thực tế và không hiểu rõ những nhu cầu sát sườn của người dân. Các đối thủ chính trị của Tổng thống Hàn Quốc lập tức sử dụng hành lá làm vũ khí công kích đảng PPP trong các bài phát biểu vận động hay biểu tình. Ủy ban bầu cử quốc gia thậm chí cấm cử tri mang hành tới điểm bỏ phiếu vì cho rằng đây là hành động can thiệp bầu cử. Nhiều ý kiến cho rằng bình luận sai lầm về giá hành lá của ông Yoon đã đổ dầu vào lửa. Người Hàn Quốc bỏ phiếu cho ông Yoon 2 năm trước với hy vọng giúp vực dậy nền kinh tế. Nhưng người dân gần đây bày tỏ thất vọng khi tỷ lệ lạm phát tăng trên 3% và giá nông sản trong tháng 3 tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Khủng hoảng đình công của bác sĩ. Hàng nghìn thực tập sinh y khoa và các bác sĩ nội trú tại Hàn Quốc đình công trong hơn nhiều tuần qua, khiến hoạt động tại các cơ sở y tế ở nước này bị gián đoạn. Bệnh viện phải trì hoãn các ca phẫu thuật, hủy hẹn khám hoặc từ chối bệnh nhân. Cuộc đình công kéo dài có thể gây ra những hậu quả tai hại hơn. Cuộc đình công kéo dài của hàng nghìn bác sĩ nội trú Hàn Quốc cũng là vấn đề khiến đảng PPP đau đầu. Các bác sĩ thực tập và nội trú quyết định nghỉ việc đồng loạt để phản đối chính sách tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y hàng năm. Họ tuyên bố các trường y không thể đảm bảo chất lượng giảng dạy nếu số lượng sinh viên tăng vọt và chất lượng y tế cũng sẽ bị ảnh hưởng. Kế hoạch tăng tuyển sinh trường y của ông Yoon ban đầu giúp tỷ lệ ủng hộ đảng PPP tăng lên. Nhưng khi cuộc đình công của các bác sĩ thực tập kéo dài, tình hình nhanh chóng thay đổi. Sự gián đoạn của hệ thống y tế do cuộc đình công đã khiến nhiều ca phẫu thuật phải hủy bỏ, gây bất tiện cho bệnh nhân, gia tăng sức ép để chính quyền Tổng thống Yoon thỏa hiệp với các bác sĩ. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 3 tháng 4 cho biết Bình Nhưỡng vừa thử nghiệm thành công tên lửa siêu vật âm sử dụng nhiên liệu rắn mới, tên lửa có tầm bắn từ trung tới xa. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên thử nghiệm tên lửa tầm trung Hwasong-16B mang theo phương tiện lướt siêu vật âm.
đầu đạn siêu vật âm đã tách khỏi tên lửa sau khi được phóng về phía đông bắc từ thao trường ngoại ô khu vực Bình Nhưỡng, đạt độ cao đầu tiên là 101,1 km và lần thứ hai là 72,3 km trong khi bay theo hành trình 1.000 km như dự kiến và chính xác trúng mục tiêu. KCNA cho biết vụ thử ngày 2 tháng 4 nhằm xác định đặc điểm quỹ đạo bay và khả năng cơ động tầm xa của phương tiện lướt siêu vật âm tầm bắn được giới hạn dưới 1.000 km. Quân đội Hàn Quốc trước đó cho biết quả đạn bay khoảng 600 km trước khi lao xuống vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tên lửa được bắn vào khoảng 7 giờ và đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết Tokyo đã phản đối động thái trên, thêm rằng Nhật Bản đang hợp tác với Mỹ và Hàn Quốc để phân tích vụ phóng mới nhất. Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ ngày 18 tháng 3, sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un giám sát một cuộc tập trận pháo binh nhắm mục tiêu giả định vào thủ đô Hàn Quốc. Nó cũng diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công động cơ nhiên liệu rắn cho tên lửa siêu vật âm tầm trung loại mới. KCNA cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ phóng thử và nhận định tên lửa này là vũ khí chiến lược thể hiện sự vượt trội tuyệt đối về công nghệ phòng vệ tên lửa của Triều Tiên. Ông Kim Jong-un nhận định, vụ thử thành công là sự kiện đặc biệt sẽ mang lại thay đổi lớn, nỗ lực tăng cường năng lực răn đe hạt nhân của quân đội Triều Tiên. Ông nói Triều Tiên đã phát triển loại vũ khí tấn công chiến lược khác để chứng minh lợi thế tuyệt đối của khoa học và công nghệ quốc phòng của mình. Theo ông Kim Jong-un, Triều Tiên đã có khả năng chuyển tất cả các tên lửa chiến thuật, tác chiến và chiến lược ở các phạm vi khác nhau thành tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn và có khả năng kiểm soát đầu đạn và có khả năng hạt nhân hóa. Tên lửa siêu vật âm khó bị đánh chặn hơn, trong khi tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn có thể di chuyển và cất giữ dễ dàng hơn, nghĩa là chúng có thể sẵn sàng phóng trong thời gian ngắn. Cuộc thử nghiệm ngày 2 tháng 4 diễn ra sau cuộc thử nghiệm trên mặt đất vào cuối tháng 3 với động cơ nhiên liệu rắn dành cho một loại tên lửa siêu vật âm tầm trung mới. Triều Tiên từ lâu đã tìm cách làm chủ công nghệ nhiên liệu rắn cho tên lửa và phát triển vũ khí siêu vật âm để xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Mỹ và Hàn Quốc, cũng như gây sức ép lên căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực. Vũ khí siêu vật âm có thể di chuyển với vận tốc ít nhất là Mach 5 trên 3.800 km/h. Chúng thường được mô tả là loại vũ khí vô hình do tốc độ bay rất cao và khả năng cơ động trong hành trình giúp tránh được phần lớn hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay. Triều Tiên vào năm ngoái đã thông báo thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM sử dụng nhiên liệu rắn đầu tiên, ca ngợi đây là bước đột phá quan trọng đối với khả năng tấn công hạt nhân. Tên lửa nhiên liệu rắn không cần nạp nhiên liệu trước khi phóng, khiến chúng khó bị phát hiện và tiêu diệt hơn, cũng như khai hỏa nhanh hơn. Liên quan đến việc Triều Tiên phóng tên lửa siêu vật âm thế hệ mới, ngày 2 tháng 4, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng phản đối vụ phóng tên lửa, cho rằng động thái này là mối đe dọa đối với khu vực. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, vụ phóng tên lửa siêu vật âm tầm trung thế hệ mới diễn ra trước đó gây ra mối đe dọa đối với các quốc gia láng giềng của Triều Tiên, đồng thời làm xói mòn an ninh khu vực. Quan chức này khẳng định cam kết của Washington đối với một cách tiếp cận ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng tham gia đối thoại. Trong khi đó, văn phòng Bộ Ngoại giao Anh cũng lên tiếng phản đối vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, cho rằng vụ việc này đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Anh cũng hối thúc Triều Tiên ngừng các hành động gây căng thẳng, trở lại vòng đàm phán và có các bước đi có thể tin tưởng được hướng tới việc nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong một diễn biến liên quan, ngày 1 tháng 4, Triều Tiên tuyên bố sẽ thúc đẩy phát triển chương trình không gian và tái khẳng định kế hoạch phóng nhiều vệ tinh do thám trong năm nay sau khi đưa vệ tinh đầu tiên Malyong 1 vào quỹ đạo vào tháng 11 năm ngoái. Sau vụ phóng tên lửa Malyong 1, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước này có kế hoạch đưa thêm 3 vệ tinh do thám vào quỹ đạo trong năm nay. Ông Park Jong-soo, Phó Tổng giám đốc Cơ quan Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên cho biết, việc phóng thành công vệ tinh trinh sát Malyong 1 vào năm ngoái đã mang lại tiến bộ đáng kể về năng lực phòng thủ quốc gia và dự kiến sẽ có một số vụ phóng trong năm nay. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển không gian nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Cơ quan Phát triển Vũ trụ của Triều Tiên, ông Park cho biết, Bình Nhưỡng đang nỗ lực sử dụng vệ tinh cho nhiều mục đích khác nhau như nông nghiệp, ngư nghiệp, quan trắc khí tượng, thông tin liên lạc, thăm dò tài nguyên, quản lý đất đai và phòng chống thiên tai. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Seoul đang hợp tác chặt chẽ với Mỹ để giám sát các cơ sở trọng yếu của Triều Tiên nhằm phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của các vụ phóng như vậy. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây leo thang khi Bình Nhưỡng liên tục phóng tên lửa, còn Seoul và Washington tăng cường hợp tác quân sự. Triều Tiên cho rằng các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn là diễn tập chuẩn bị xâm lược, trong khi Seoul và Washington khẳng định hoạt động chỉ mang tính chất phòng vệ. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 2 tháng 4 thông báo đã tổ chức diễn tập không quân chung với Mỹ và Nhật Bản. Cuộc diễn tập gần bán đảo Triều Tiên có sự tham gia của anh đặc cơ B-52H và tiêm kích F-15K.